sinh viên trường hết bị người ta sỉ nhục, xong rồi bị gạ tình. Về nhà còn bị gặp người yêu của mẹ sỉ nhục nữa. Sao cuộc đời của tôi khốn nạn quá vậy? Thôi bà nín đi. Thì có tụi tôi kế bên bà là hiểu bà mà. Bà yên tâm đi, ông trời có mắt đó. Mấy người đó thế nào cũng bị quả báo. Ủa, hôm nay nhà đông đủ hả? À, em có một cái chuyện này rất là động trời, rất là hot, muốn kể cho mấy chị nghe. Động trời cái gì? Ngày hôm nay đối với Xuân nó đã quá mệt mỏi rồi, để cho nó khóc đi. Không được, em phải chia sẻ. Mấy chị biết tin gì không? Mấy chị muốn biết không? Thôi để em kể luôn cho. Mấy chị ngồi xuống rồi, em kể cho. Ngồi xuống để em kể, em phải kể chuyện này. Chị Linh của chúng ta đi học mà được thầy đến tận nhà, về tận nhà mắng vốn về cái việc là cúp học, không làm bài tập và điều đặc biệt là đã bị bỏ thi. Cái gì? Tự nhiên sao bà lại trốn học với bỏ thi vậy? Thật ra thầy la tôi là tại vì tôi không có nộp đồ án đúng hạn. Nhưng mà bây giờ thì tôi nộp đồ án rồi. Với lại tôi cũng đã hoàn thành những cái mẫu thiết kế của tôi. Tôi chỉ chờ đợi những người mẫu tài năng này thôi. Hả? Anh Hoàng. Alo, dạ dạ em nghe nè anh Hoàng. Thiệt hả anh? Dạ em sắp xếp em tới liền. Dạ em sắp xếp em tới liền, cảm ơn anh. Dạ. Ê, mày nói chuyện gì vậy? Mày đi đâu nữa? Hả? Mày bị tổn thương vậy chưa đủ hả? Sao vậy? Bây giờ tôi phải đi gặp ông Hoàng. Tôi đã không đấu tranh gì gia đình được rồi, thì ít nhất tôi cũng phải đấu tranh gì sự nghiệp chứ, đúng không? Anh yên tâm, em đã lo từ A tới Á hết rồi. Anh cứ việc tắm rửa nằm nghiêng ráo nước, em sẽ mang mùa xuân về cho anh nhé. Ok ok. Ồ, cứ Hà. Anh Hoàng. Ừ. Anh Hoàng. Sao? Em nghe anh gọi á, em nôn quá à. Có phải là anh Dũng đã cho em nhận lại vai diễn rồi đúng không anh? Em nói giống như là chỉ có anh Dũng mới có thể quyết định được cho em vậy. Bộ anh không có giải quyết được gì cho em hay sao? Em xin lỗi nha, tại vì em nôn quá. Chứ em biết á là anh Hoàng lúc nào cũng là người quan tâm đến chiếu cố em nhất mà. Nói như vậy có nghĩa là em nhận lại được vai diễn rồi đúng không anh? Nói vậy là hiểu rồi đó, hết giận. Dễ thương quá. Thiệt sự á, anh nói em vậy nè, bây giờ chỉ cần em đi Vũng Tàu xuống dưới với anh, em sẽ được quay trở lại gia diện. Hả? Ừ. Ủa sao phải đi xuống Vũng Tàu vậy anh? Thì nói nghe nè, anh quyết định cho em quay trở lại gia diện, nhưng mà mình dù gì cũng phải xuống dưới đó để nói một tiếng với anh Dũng, để cho mình phải lấy lòng anh, em hiểu không? Em hiểu là mình phải làm cho người ta vui lòng thì mọi chuyện mới suôn sẻ được, hiểu không? Ừ? Dạ em hiểu mà. Ừ. Nhưng mà em nghĩ là mình có thể đợi anh Dũng đi về rồi mình nói chuyện cũng được, chứ mình về xuống dưới chi cho mất công. Anh nói em nghe nè, mình đợi người ta về thì đúng rồi, nhưng mà cái lòng của mình tới trước thì người ta sẽ vui hơn, hiểu không? Nhưng mà sao? Mà sao? Dạ em thấy đi xuống dưới mất công quá à. Thôi vậy nếu em sợ mất công á, thì anh sợ á là có người khác tới rồi tự nhiên lúc đó anh Dũng mình thấy vui, anh đổi ý, thì thôi anh cũng bó tay, anh giúp em được tới đó thôi nha. Ráng lên bà. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Ba. Ê, hai chị làm gì vậy? Ê, tính may quá, tới đây giúp tụi chị khiêng cái chậu này đi. Trời nặng ơi, trời nặng. Hai chị, cái này cảm ơn em nha. Xíu là chết cái chậu cây của em á. Đúng là đồ con gái chân yếu tay mềm, không làm được gì hết trơn. Còn cái chậu
Trời ơi, đàn ông đàn ăn gì mà thấy phụ nữ khiêng cái chậu bự như vậy xong bỏ đi nước à? Bộ nhà này đàn ông chết hết rồi hay sao á? Nè 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 nha, em đính chính lại nha, em không phải đàn ông nha, em là con trai mới lớn nha. Con trả treo nữa, chị nói thiệt nha, cái con ích kỷ nha, em sẽ không bao giờ có bạn tốt đâu. Thôi kệ nó đi, trời sắp mưa rồi. Khiêng đi, ra đi nhà bà nha. 1, 2, 3. Vô. Trời ơi, ba ơi nhìn thằng nhỏ mà tự nhiên tôi muốn biến thành con gái 18-20 quá à. Em để cho nó đúng không chị? Đúng rồi, cảm ơn em nha. Cảm ơn em nha. Ủa mà em tới đây kiếm ai vậy? Dạ, em kiếm Tính. Ê, hey ơi. Oh. Hey man. Hey, man. Yeah. 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 Hai chị nhìn cái gì vậy? Em cũng có bạn chất chơi với bộ. Cũng đâu có thu dạy kia đâu. Hai chị đừng có coi thường thằng em này. Thôi bạn, đừng nói chuyện với hai chị nữa. Ra kia tôi có này cho bạn coi nè. Yeah, come on. Em đi nha chị. Bye em. Trời ơi, hai đứa bạn thân cái gì mà sao khác nhau một trời một vực vậy? Mà nhìn thằng nhỏ đó kìa, vừa đẹp trai, vừa cao ráo, lại còn manly nữa chứ. Nhìn nó mà tự nhiên tôi muốn biến thành máy bay quá, bà có thấy vậy không? Ủa, bà Linh. Bà Linh. Ủa, mới đây mà bà đi đâu nhanh vậy? Đừng nói là mới đây mà bà lái đi nhanh vậy nha. Bà Linh, đợi tôi. Chị Linh biết không, hôm trước á, Tính gặp con chuột trong trường, xong Tính nhảy vô Tính ôm em. Trời ơi, nguyên sân trường lúc đó đông nghẹt, nhìn hai đứa em giống như một cặp vậy đó. Lúc đó em ngại tiêm mắt luôn chị Linh. Trời ơi, phải nói á, em nói chị có duyên dễ sợ luôn á. Đã đẹp trai mà còn nói chị có duyên nữa. Kiểu này á là người yêu của em chắc chết chị em luôn á. Chị Linh biết không, em còn độc thân, chưa có người yêu luôn á. Thiệt luôn hả? Chị hỏi con Tính thử coi. Dạ đúng rồi, nó chưa có người yêu. Với lại một phần là cái gu nó lạ lắm. Với lại nó không có thích kiểu sến súa công chúa vậy đâu. Ừ, đúng rồi. Nhất là mấy đứa bánh bèo mà mặc đồ màu xanh á, càng không thích. Đúng, tóc thẳng càng không thích. Lái máy bay bà già cũng không thích. Đúng không em? Chỉ có chị hiểu em. Hai người sai rồi. Em thích chị Linh mà. Ừ. Mỗi con gái lý tưởng của em luôn á. Nữ tính nè, dễ thương nè. Trời ơi, dịu dàng nè. Hả? À, mọi người có thấy đói không? Sao mà em thấy đói bụng quá? Đi mua gì ăn đi. Hay là tụi mình cùng đi siêu thị mua đồ đi. Biết sao không? Hôm nay á, có khách quý ở nhà, mình sẽ mua đồ về để đãi khách quý. Ừ, được á, đi. Đúng rồi đó, thôi cùng đi đi. Ừ. Đi, đi bà. Dạ đi. Đi. Ủa sao đi hết trơn rồi? Tính, đi. Chờ Vũ. Chị Linh, để em phụ cho. Thôi, chị sách được rồi, nhà heo à. Trời đất ơi, thôi được rồi, để em phụ cho, tay chị đỏ hết trơn rồi kìa. Sao mà cầm kim chỉ được. Chị cứ yên tâm đi, thế giới để em lo. Thằng nhóc này. Trời ơi, hai cái túi của chị nhìn vậy mà nặng quá à. Sách nãy giờ đau tay quá. Vũ ơi, em có thể sách luôn giùm cho chị được không? Em cũng muốn giúp lắm mà chị Xuân ơi, em lỡ hết tay rồi. Thôi, tôi xách cho. Trời ơi, ba cái này nhẹ hều à. Đây. Thôi được rồi, mất công lại có người xót nữa. Tính, chị biết là trong gia đình này chị có thể trông cậy vô một người đàn ông, đó là em thôi. Em có đang rảnh tay không? Nè, em bận hai tay rồi chị. Chị xách đi, coi như là vận động đi ha. Nó có chút ép à. Tôi nói rồi, tôi xách cho. Vũ. Dạ. Chị hỏi nè, trường em học á là học năm mấy rồi? Em có sao không Vũ? Chị có sao không? Chị không sao đó, tại vì em che hết cho chị rồi. Vũ à, đúng là chị không nhìn lầm người mà. Em đúng là sói ca trong lòng của chị. Trời ơi, có mắt không vậy? Xuân. Dạ.
bà có sao không vợ? Trời chị Xuân, vậy là em cảm động lắm luôn á. Chị che hết người em luôn rồi đó. Cao mới mua may chưa bị ướt gì, em cảm ơn chị. Ướt hết rồi. Để em lau cho chị nha. Nè, cáo này tôi quý lắm đó. Đàn ông con trai gì mà yếu xìu à. Mới chút xíu bệnh tôi bó tay luôn. Nè, em uống tí nước gừng đi, cho nó ấm. Rồi uống vô đi. Chán ghê luôn, yếu xìu luôn. Uống đi nhanh đi. Em đừng có làm mềm nữa. Cũng tùy người chứ. Có phải ai cũng sức trâu như em đâu. Nè, ý của bà nói sức trâu là tôi hả? Nè, các bạn nên nhớ là tôi mới là người bị hất nước mưa vô nha. Đây, tôi cũng có làm cho bà nè, uống đi. Uống nhanh lên. Linh, hộp kính. Ừ, ra đây. Cái gì vậy bà? Bà thấy thằng Vũ sao? Tôi thấy nha, bề ngoài á thì nó cứ tỏ ra là gần gũi với bà, nhưng thực ra bên trong rất là lạnh lùng. Chắc là nó muốn thả con săn sắt bắt con cá rô. Bà thấy nó có lạ không? Bà có nghĩ giống tôi không? Lạ hả? Tôi cũng nghĩ lạ chứ. Bà cũng nghĩ giống tôi đúng không? Ừ, thì nó nhiều đẹp trai, đẹp lạ, đẹp lùng luôn á. Bà bị khùng hả? Ý của tôi á, bà bệnh nữa chứ còn gì nữa. Bà phải tin vô cái trực giác của tôi nè, bởi vì tôi đã làm trong show biết bao nhiêu năm rồi, liếc mắt sơ qua một cái là tôi đã nhận ra được liền nè. Chỉ có bà với lại tính nó là gà mờ không biết thôi. Chị Linh ơi, em quên nữa, sắp tới á mà mấy chị thấy ai mà cần người mẫu ảnh hay là làm việc giặt hay là làm quần chúng gì đó nhớ giới thiệu cho em nha. Có mà chi vậy? Tại vì em đang muốn kiếm việc làm thêm á. Hả? Tại vì ba mẹ em dùng tiền cho em trai em đi du học, cho nên là em sẽ phải tự đi kiếm tiền. Em ngồi ở đây chơi chút nha Vũ. Tính nó xuống giờ. Dạ chị. Chị Tính. Trời sao hôm nay nhìn em đẹp lạ đẹp lùng vậy? Chị nhìn em mà muốn rụng tim luôn á. Hôm nay em bảnh quá Tính. Dạ hả chị? Tất cả là nhờ chị á. Nếu mà không nhờ chị Linh là em không có được cái áo này để đi phỏng vấn đâu. Có gì đâu. Được hả? Bà là chùm của trai luôn, không phải là tôi đâu nha. Vũ, em thấy Tính mặc áo sơ mi trắng của chị Mai á, đẹp không? Xuất sắc luôn chị Linh ơi. Bà thấy chưa? Có dấu hiệu rồi đó, cá đã bắt đầu cắn câu rồi. Chị Linh, em mà bằng tuổi chị á, bảo đảm em đổi với chị luôn á. Thôi tới giờ rồi, đi phỏng vấn, tới giờ rồi. Thôi em đi đi, cố lên. Chúc may mắn nha. Ủa, về hả? Em chào hai chị. Phỏng vấn sao rồi? Thôi, nhìn mặt là hiểu luôn rồi. Không sao hết, không có gì buồn hết á. Thua keo này thì mình bày keo khác, chắc chắn cuối cùng em cũng sẽ có cơ hội thôi. Em thiệt không hiểu luôn á. Cái gì mà kinh nghiệm, ở đâu cũng đòi kinh nghiệm hết. Em sinh viên còn đang đi học, kinh nghiệm kiếm đâu ra? Đúng rồi đó. Alo. Dạ. Con nghe. Mày chỉ coi tức không? Cỡ em như vậy nè, đi xin việc, em đòi lương đâu có cao đâu, có 1.000 đô một tháng à, mà họ chê, họ nói cao quá. 1.000 đô. Đúng rồi. Em đòi ít quá ha. Ừ. Có 1.000 đô à. Chị nói thiệt nha, em ảo tưởng sức mạnh vừa thôi, chị thấy em hơi bị lố rồi đó. Chị mà là người ta hả, chị cũng cho rớt luôn. Trời, chị không hiểu gì hết á. Cái đây là gì? Cái này là giá trị gì hiểu không? Em cỡ này thì phải giá đó chứ sao? Alo. À, dạ đúng em đây. À dạ sao ạ? 25.000 một giờ hả anh? Dạ.
À, nếu mà làm việc đầy đủ một tháng được tới 4 triệu. Dạ dạ. Dạ 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 làm dạ làm dạ làm dạ. Dạ anh, dạ anh, ngày mai em qua ký hợp đồng liền. Dạ dạ cảm ơn anh. Dạ dạ em chào anh ạ. Cái gì vậy? Em nhận được công việc làm rồi. Hả? Dạ. Tại gì? À, em đi phụ quán cà phê. Hay rồi, chúc mừng em nha. Chúc mừng em ha. 4 triệu. Thôi mừng đi, vui đi, vui đi, vui đi. Em có việc rồi. Dạ con nghe nè mẹ. Dạ, bạn con nhận được điện thoại rồi. Dạ con biết rồi. Tối nay con sẽ dọn về nhà. Con sẽ sống giống như là mẹ mong muốn. Nhưng mà mẹ hứa với con là mẹ phải chiếu cố bạn con nghe. Nếu không á, con sẽ dọn nhà đi bất cứ lúc nào luôn đó. Rồi nè, tập trung nha. Diễn. Rồi đẹp nè. Đỡ kiểu. Qua lại nè, sang kẻ nha. Ok, tôi lên, tôi lên. Cho em vô em chụp đi. Cái gì vậy đâu quỷ này. Sao vậy? Chụp đi anh, ơi. Em hết rồi. Rồi đó, tôi tắm xong rồi đó, ai tắm tắm đi. Nhân, có lại chơi không? Có. Lại chơi coi, đi tắm đi. Vũ, tắm đi Vũ. Thôi. Vũ. Này. Coi gì vậy? Ê, trả tôi đi. Coi gì mà như phê thuốc ấy. Tôi có coi gì đâu. Coi gái đúng không? Không, tôi trả tôi đi. Tôi coi gái, gái mà không rủ tôi. Tiền ơi. Cái gì? Này coi. Này, ông chơi nó bao lâu mà không biết nó bệnh hoạn thế này à? Hả? Trời, Vũ, hôm nay ông vậy luôn hả Vũ? Là còn coi hình chị tôi nữa. Vậy luôn. Thì tôi thấy cái này nó bình thường mà, chứ không có gì đâu. Bình thường cái gì mà bình thường? Tôi cũng thích thiệt nhưng mà tôi chưa bao giờ mà phải zoom cái hình mà cận như vậy để coi hết á. Cái đó là bất bình thường như bình thường cái gì? Tôi đi mách chị tôi đây này. Ê. Cái gì? À, tôi cho hai ông con nguyên một bộ bikini HD luôn. Đừng có mét. Được không? Cái gì? Nguyên một bộ bikini HD luôn? Ừ, nguyên một bộ luôn. Đưa đây tôi mở thiệt cho. Thiệt không? Thiệt, đây tôi mở cho. Ok, đi mét đi. Vinh, bye bye. Đừng có giỡn nha. Ây da. Vũ ơi, em làm hình cho chị xong chưa? Hai người. Chị Linh ơi, mọi chuyện không phải như vậy đâu. Chị Linh ơi, chị Linh. Có chuyện gì vậy? Người mình nó nóng quá vậy trời. Tim khó thở quá. Nè, chị có đàn ông mà có thể đem lại hạnh phúc cho nhau. Trời. Linh, em có bị sao không? Trời ơi. Em sao? Nè, uống một cục nè. Không sao hả? Em xeo qua đây cho anh coi. Không sao. Linh. Linh, hôm nay anh chỉ muốn nói là anh thấy em rất là dễ thương luôn á. Hôm nay đi trên đường á, anh có cái này cho em nè. Đúng rồi, để em lên lầu em gọi Kim xuống. Đúng rồi. Chị Linh ơi, cái chuyện hồi nãy không phải là cái chuyện như chị nghĩ đâu chị Linh. Anh Hải mới tới à? Ừ, chào em. Anh vừa qua chơi. Em ổn rồi đúng không? Thôi đi. Thôi, hai người cứ ở đây chơi nha. Em có việc phải lên lầu. Anh qua đây có chuyện gì? Hôm nay em nói chuyện hay ha. Anh qua đây tại vì bao nhiêu lâu rồi em không có báo tin, không hề báo cáo cho anh một cái gì hết là sao? Thì không có tin gì báo. Biết báo gì vậy vợ? Hôm nay nói chuyện ngon ha. Em thấy cái cách nói chuyện của em không? Rất là cọc lóc luôn á. Cái gì đâu cọc lóc anh. Anh đừng có lớn tiếng như vậy. Ai mà lớn tiếng thì tôi đổi kèo đó.
Bây giờ mới là lớn tiếng nè. Tính ơi, nghĩ tính. Ờ, đây là anh Kim, anh Hải, anh mới tới chơi. Chào em. Hello anh. Lịch sự, ăn coi đồ ngồi có hứng. Sao tự nhiên hôm nay không khí nhà mình có vẻ nó trầm quá ha. Bà lên đâu rồi ta? Sao chị để ba xuống ăn rồi? Đem đem ngồi xuống, tôi gọi cho. Linh ơi, khỏi gọi tôi nè. Trời đất ơi, bà đi ăn chứ không phải đi trình diễn thời trang đâu mà làm gì đeo kính đen ghê vậy bà. Tôi bị đau mắt, mọi người cứ ăn đi đừng để tới tôi. Em giữ kính anh coi coi. Ơi nè, mặt của chị Linh chứ không phải cái bánh bao, mà anh muốn đụng lúc nào anh đụng nha. Dẹp cái tay xuống. Này, anh cũng bỏ cái tay xuống đi. Mọi người làm gì căng quá vậy? Tôi không bị sao hết trơn á, tôi giỡn chút cho mọi người vui thôi. Giỡn thôi mà. Giỡn thôi mà, bạn cơm ăn cơm. Vui mà. Rồi. Vui hả mấy đứa? Ăn cơm đi. Thôi. Ăn đi. Ăn đi. Ủa? Ai mà giờ này còn gọi điện cho bà Linh vậy? Chắc là bà dì khó tính của bọn em á. Suốt ngày gọi điện bắt chị Linh về nhà bà ấy ở. Lại còn hay có cái tật mà đem khoe con của mình, so sánh con của mình với cháu. Làm như là ban phước cho bọn em không bằng ấy. Trời, vậy là hiểu rồi lý do tại sao mà em với bà Linh không có chịu ở chung bà dì đó. Tội nghiệp con nhỏ ha. Thôi mọi người ăn cơm đi. Mọi người ăn cơm đi, anh như tay chưa rửa nè. Mặt cũng chưa rửa, anh đi toilet thức nha. Đang cơm ở đâu vậy trời, tự rửa tay. Anh đi ra anh coi coi, anh Hải biết rửa tay vào nước nóng hay là nước lạnh không? Nè, mọi người ăn trước đi. Trời ơi, không còn bị khùng hơn nữa. Mọi tưởng ông Hải ở đâu lên hay sao mà không biết rửa tay bằng nước nóng nước lạnh sao? Dạ, con nghe gì? Sao tới bữa nay mà con cũng chưa chịu về vậy? Con đã nói với dì rồi, con có cuộc sống riêng của con mới về đâu. Trời đất ơi, mày nói vậy nghe được đó hả? Con nhỏ Oxin nó mới nghỉ rồi, mấy con chó không ai cho ăn hết trơn á. Đã vậy rồi nhà cửa bề bộn, mày không về á thì ai dọn dẹp đây? Con cũng có công việc của con mà, nhớ lại á, con đâu phải là Oxin đâu. Mày nói hay quá ha. Dì á, là dì thấy á, mẹ mày làm lụng cực khổ, nuôi tụi bay, bởi vậy tao mới đem mày về cu mang. Bây giờ mày lại dở cái thói ăn nói vô ơn bạc nghĩa như vậy đó. Con sẽ cố gắng sống tốt. Dù sao đi nữa, con cũng đâu có xài tiền của dì đâu. Đó là lựa chọn của con, dì phải tôn trọng con chứ. Alo, tôi là sếp của Linh đây. Hiện tại toàn bộ công ty đang tăng ca để mà thực hiện cái bộ sưu tập mới của Linh. Cuối tháng sẽ trình diện, mong dì sẽ gọi lại sau. Cảm ơn dì. Ê cái gì vậy? Nói xuống, nói nè. Trời, em có biết á, tự lập nó không hề dễ dàng chút xíu nào hết á. Nhưng mà em theo đuổi đam mê của em, không dựa vào ai, không nhờ ai, không xin tiền ai, thì em không có việc gì phải buồn. Hiểu không? Cảm ơn anh nha. Với lại cảm ơn cái bông hồng nữa. Em thích là vui rồi. Vậy cảm ơn. Đừng có nhìn anh như vậy, chạy năng á. Khi ta tự tin bước qua chính ta để chinh phục những gì ta muốn có, một lần trong ta phải biết say mà chẳng hối tiếc hay đắng cay, một mình dòng trời đó.